Xin chào các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Thùy Hoàng Nu Skin. Và hôm nay trong video này Thùy Hoàng xin chia sẻ với các anh chị cái cách mà chúng ta sử dụng cặp đôi hoàn hảo máy rửa mặt siêu thông minh Edgelock Lumi Spa và máy đẩy tinh chất Edgelock Boost. Chúng ta cùng bắt đầu với máy rửa mặt trước. Các anh chị hãy xịt để cho gương mặt của các anh chị ướt đều. Các anh chị xịt lên máy. Các anh chị lấy sữa rửa mặt. Máy nó có hai vòng tròn, trong và ngoài. Chúng ta sẽ lấy cái sữa rửa mặt từ đầu bên này sang đầu bên kia của vòng tròn bên trong cho các anh chị một đường dài như thế này. Rồi chúng ta sẽ xoa đều máy rửa sữa rửa mặt. Rồi. Các anh chị nhớ là xoa đều sữa rửa mặt trên da của mình. Rồi, sau đó các anh chị hãy tiếp tục xịt để cho đầu máy ướt. Và chúng ta sẽ bắt đầu bấm máy. Máy sẽ chạy 2 phút thưa các anh chị. Ở phần miệng chúng ta đi vòng tròn. Và phần này chúng ta sẽ đi từ dưới lên trên như thế này thưa các anh chị. Từ dưới lên trên. Mình đẩy cái nếp đường nhăn lên. Mình đưa vào sống mũi như thế này. Mình đưa qua bọng mắt của mình. Ở phần gò má và bọng mắt các anh chị đi nhẹ nhàng. Ở phần trán các anh chị đẩy lên. Đó. Nếu như các anh chị đang sử dụng trong nhà tắm thì các anh chị không cần sử dụng chai xịt khoáng. Các anh chị chỉ cần làm ướt gương mặt của mình là được. Rồi, đó. Và chúng ta sẽ đi sang bên này tương tự như vậy thưa các anh chị. Chúng ta cũng đi theo công thức từ trong ra ngoài. Đó. Từ dưới lên trên. Mình đẩy cái đường nhăn lên. Các anh chị thích đi công thức nào cũng được. Nhưng mà mình có cái đường đi như vậy thì không những mà nó sạch những cái vết sâu, sạch sâu cho da của mình mà nó còn làm cho cái làn da của mình, cái cơ mặt nó được nâng lên thưa các anh chị. Thỉnh thoảng các anh chị thấy máy nó khực khực dừng lại, có nghĩa là như vậy ấy, mình đang lắc mạnh máy, nó làm ảnh hưởng tổn thương đến vùng da của mình thưa các anh chị. Sữa rửa mặt nó có 5 loại cho 5 cái loại da khác nhau: da dầu, da khô, da nhạy cảm, da mụn, da bình thường. Thì các anh chị xem mình là da gì, các anh chị lựa chọn cái sữa rửa mặt cho nó đúng. Máy đã thiết kế cho chúng ta 2 phút nhỉ, rửa cho toàn khuôn mặt. Và các anh chị nhớ là đừng có ấn quá nhiều. Và khi hết 2 phút thì máy sẽ dừng lại. Và bây giờ chúng ta sẽ rửa thật sạch cái bọt này đi các anh chị. Nhớ là phải rửa thật sạch nhé các anh chị nhé. Rồi, bây giờ Thùy Hoàng đã rửa sạch cái sữa rửa mặt đi rồi. Và chúng ta sẽ dùng đến máy Edgelock Boost, máy đẩy tinh chất. Và khi chúng ta rửa sạch xong đấy, thì bây giờ các anh chị cho toner lên để nó cân bằng lại cái độ ẩm của da. Và khi mình cho toner, các anh chị bỏ ra tay đó, các anh chị vỗ lên như thế này. Chứ mình đừng xoa, mình vỗ đều toner lên trên cái da mặt của mình nhá. Em thì em dùng cái toner của cái bộ Nutricentral này cho da thường cũng rất là tốt và rất là thích luôn thưa các anh chị. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ serum vào máy. Trước khi bỏ chúng ta sẽ khởi động máy lên thưa các anh chị. Mình vuốt máy một lần để cho máy khởi động này. Sau đó chúng ta sẽ cho 3 pump vào đây. Nhiều khi các anh chị bỏ 3 pump mà miễn sao cái gương mặt của mình nó đủ cái lượng serum là được. Và chúng ta sẽ bắt đầu xoa thật đều cái serum. Các anh chị lên xoa một nửa mặt trước thôi ạ. Sau khi mình xoa xong các anh chị vuốt lần thứ hai. Đó, và máy nó có tiếng kêu dịt dịt. Tức là khi mà máy nó đủ cái lượng serum ấy thì nó sẽ có tiếng kêu dịt dịt. Và chúng ta cũng đi theo cái công thức giống như là của máy Edgelock Lumi Spa, máy rửa sạch sâu. Rồi, chúng ta sẽ đi. Ở cái phần này nó có cái đường cười, các anh chị là đây tí này. Sao cái đường cười của mình nó không xuống sâu, mình đẩy nó lên. Và phần mũi thì mình đi như thế này cho cái mũi của mình nó cao. Ở phần bọc mắt ấy, các anh chị đưa ra như thế này ạ. Đó. Đó, mình đưa ra thế này. Ở phần gò má mình có bị nám ấy, thì mình đi nhẹ nhàng vuốt lên. Đó. Sau đó ở phần mắt các anh chị đẩy lên như thế này ạ. Các anh chị đi đừng đi vào cái mí mắt của mình, vì mắt của mình nó là cái khu vực rất là nhạy cảm, chúng ta tránh cái phần đó ra. Rồi, sau đó ở đây thì phần trán chúng ta sẽ đẩy lên như thế này. Máy Edgelock Boost nó cũng giống như là máy Lumi Spa. Máy đã thiết kế 2 phút cho chúng ta. Đó, hết 1 phút thì máy báo hiệu là hết giờ. Và chúng ta sẽ bấm tiếp tục 3 pump tiếp theo. Và mình bỏ lên nửa khuôn mặt còn lại.
và chúng ta cũng vuốt máy lên lần thứ hai. Đó, ở lần này nếu như các anh chị vuốt mà cảm thấy máy kêu nó tắt luôn, nó không có tiếng diệt diệt, tức là cái phần đầu máy nó không đủ lượng serum. Vì vậy các anh chị sẽ thẩm lại máy cho nó phần đầu máy nó đủ lượng serum và lúc đó các anh chị vuốt lên lần thứ hai. Đó. Đó, bây giờ nó có tiếng kêu diệt diệt. Thế, nghĩa là như vậy thì máy mới hoạt động. Còn cứ bảo là bấm 3 giọt, bấm 3 pump chẳng hạn, 3 lần bấm nhưng mà nó không có đủ lượng serum ấy, thì nó cũng sẽ không làm cho máy nó hoạt động và chúng ta cũng đi từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài như thế này. Các anh chị thấy thì Hoàng đi rất là nhanh, nhưng mà các anh chị ơi, mình không cần phải đi nhanh như thế đâu ạ. Mà các anh chị cứ đi từ từ nếu các anh chị chưa quen tay. Tại vì lý do ấy, là chúng ta phải đi từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Lúc đi ra ấy, chúng ta vuốt nhưng mà lúc đẩy vào thì gần như máy nó chỉ chạm vào da thôi các anh chị, chứ đừng có đẩy mạnh. Rồi, ở phần trán này các anh chị có những cái đường nhăn, các anh chị đi vòng tròn chứ các anh chị đừng đi ngang. Đi ngang đang phải phải đi đi đẩy lên như thế này ạ. Phần mắt này của mình cũng thế, mình đẩy lên. Và khi máy có một cái tiếng kêu gì thì gì dài là nó hết 2 phút rồi thưa các anh chị. Đấy là cái cách. Và nếu như được thì các anh chị hãy dùng cái tay của mình massage hết cái phần serum này cho nó thẩm thấu hơn. Thì ngày hôm sau các anh chị ngủ dậy, các anh chị sẽ thấy cái làn da của mình nó căng, nó bóng và nó rất là mịn. Nhất là hai cái phần gò má này, cái lỗ chân lông của nó sẽ được xe lại rất là nhiều. Và đấy là cái cách mà sử dụng cặp đôi hoàn hảo. Các anh chị có thể liên lạc với Thùy Hoàng để được mình tư vấn chi tiết hơn. Ở dưới đây thì mình ở dưới phần mô tả thì Thùy Hoàng cũng sẽ để những cái video liên quan đến tác dụng, công dụng, thành phần của hai chiếc máy này, hoặc là cách bảo quản, các anh chị có thể xem thêm ở phần mô tả. Hoặc các anh chị muốn đặt mua những sản phẩm này, các anh chị có thể nhắn tin cho Thùy Hoàng, hay là các anh chị có thể ấn vào những cái đường link bên phía dưới để các anh chị có thể trực tiếp tự mua, tự đặt cho mình luôn được. Ở phần mô tả Thùy Hoàng sẽ để cái đường link cho các anh chị. Rồi chào tạm biệt tất cả các anh chị và hẹn gặp lại các anh chị vào những cái video lần tới.